áp viên sách giải bài tập full môn soạn văn hay nhất học livestream miễn phí tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu vào thư viện áp tải ngay áp viên xin chào các em cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng anh lớp 7 học kỳ 2 hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại toàn bộ các kiến thức mà mình đã được học trong Unit 10 với phần Looking Back. Xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 46. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 5 hoạt động tương ứng với 4 phần chúng ta sẽ được ôn tập, đó là từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp và phần chúng ta checklist các cái yếu tố mà chúng ta đã đạt được, các cái nội dung mà chúng ta đã đạt được trong bài ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với bài tập số 1 với phần từ vựng. Yêu cầu của bài 1 này đó là Put the words into the correct groups. Hãy đặt các từ vào trong những nhóm đúng. Ở bên dưới chúng ta có 15 từ và 15 từ này chúng ta sẽ xếp nó vào 3 nhóm. Sources of energy Các nguồn năng lượng Advantages Lợi ích disadvantages, bất lợi. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng xếp các từ thuộc loại là sources of energy nhé. Các nguồn năng lượng ở trong danh sách 15 từ bên trên, chúng ta sẽ có đầu tiên đó là biogas, khí sinh học. Tiếp theo, chúng ta gạch biogas đi bởi vì nó đã thuộc một nhóm từ thứ nhất rồi từ tiếp theo chúng ta có thể xếp vào dạng sources of energy đó là solar các em còn nhớ solar energy là năng lượng gì không à đó chính là năng lượng mặt trời tiếp theo chúng ta có nuclear năng lượng hạt nhân và cuối cùng hydro đây là năng lượng thủy điện ok chúng ta đã hoàn thành xong nhóm từ đầu tiên về tên của các loại năng lượng khác nhau bây giờ chúng ta sẽ đến với các tính từ để xem nó thuộc loại lợi ích hay là tác hại a à, để biết là một danh từ thuộc về lợi ích hay là tác hại thì chúng ta sẽ xét cái nét nghĩa của nó xem là nó mang nghĩa tích cực hay là nghĩa tiêu cực đầu tiên chúng ta có expensive expensive có nghĩa là đắt đỏ vì thế chúng ta sẽ xếp nó vào loại bất lợi expensive Tiếp theo chúng ta có exhaustible. Exhaustible. Từ này thì có lẽ là nhiều bạn chưa biết, nó có nghĩa là có thể cạn kiệt. Nó tương ứng với từ limited. Bị giới hạn. Vì vậy cả hai từ này chúng ta xếp vào loại disadvantage. Exhaustible. limited Tiếp theo chúng ta có unlimited. Nó chính là từ trái nghĩa của limited. Vậy thì unlimited nó có nghĩa là không giới hạn, không bao giờ kết thúc, không bao giờ hết. Và đây chính là một lợi ích unlimited Tiếp theo, chúng ta có tính từ plentiful, plentiful, nhiều, dồi dào. Chắc chắn đây cũng là một lợi ích. Plentiful. Sang đến cột số 2, chúng ta có các từ polluting, polluting, gây ô nhiễm. Vậy thì đây đương nhiên sẽ là một bất lợi một tác hại polluting clean a à, clean nó có nghĩa là sạch sẽ vì vậy đây sẽ là một lợi ích clean how about dangerous dangerous có nghĩa là nguy hiểm đương nhiên đây sẽ là một bất lợi dangerous tiếp tục nào từ tiếp theo của chúng ta là cheap cheap nó trái ngược hoàn toàn so với expensive như vậy cheap chúng ta xếp vào advantage từ tiếp theo harmful harmful gây hại, gây nguy hại. À khi mà chúng ta biết nghĩa của từ harmful chúng mình có thể đoán được luôn, nó là một bất lợi. harmful Sang đến cột cuối cùng. Từ limited thì mình đã điền rồi, vì thế chúng ta còn từ Available. Available là có sẵn, có sẵn thì đương nhiên sẽ là một lợi ích Available Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bảng phân chia các nhóm từ trong bài tập số 1 rồi Mình cùng nhau ôn tập lại các từ này theo từng cột nhé Đầu tiên chúng ta có sources of energy, tên các nguồn năng lượng biogas, khí sinh học, solar, mặt trời, nuclear, hạt nhân, hydro, thủy điện. Advantage, các lợi ích, unlimited, không giới hạn, plentiful, nhiều, clean, sạch, cheap, rẻ. Available có sẵn tiếp theo Disadvantage những bất lợi Expensive đắt đỏ Exhaustible Cạn kiệt Limited có giới hạn Harmful gây hại Polluting gây ô nhiễm Dangerous nguy hiểm Chúng ta kết thúc phần ôn tập từ vựng tại đây. Bây giờ mình sẽ đến với phần ôn tập về ngữ pháp. Trong tuần vừa rồi, ngữ pháp chúng ta được học về hai cái chủ đề chính. Thứ nhất đó là thì tương lai tiếp diễn và thứ hai là thì tương lai đơn ở dạng bị động. Đối với bài tập số 2, chúng mình sẽ được ôn tập về thì tương lai tiếp diễn. Hãy nhìn vào bài tập số 2 giúp cô nào. Yêu cầu của bài 2 đó là Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous. Hãy hoàn thành các câu sử dụng động từ trong ngoặc ở thì tương lai tiếp diễn. Câu số 1 You will recognize her when you see her. Bạn sẽ nhận ra cô ấy khi mà bạn thấy cô ấy. Cô ấy sẽ đang đội một cái mũ màu xanh. She will be wearing. Number two, you'll be on holiday this time next week. tôi sẽ đang nghỉ mát tại thời điểm này vào tuần tới tôi sẽ đang nằm trên một bãi biển xinh đẹp. I will be lying Lưu ý giúp cô một chút, động từ lie này khi chúng ta chuyển sang dạng in thì mình sẽ đổi cho cô đuôi ie này thành đuôi i e dài và thêm in will be lying đây là một động từ đặc biệt và các em hãy ghi nhớ giúp cô nhé. Câu số 3. At 10 o'clock tomorrow, he will be working in his office. Vào 10 giờ sáng ngày mai, ông ấy sẽ đang làm việc trong văn phòng của mình. Number 4. I will be studying. In England next year, tôi sẽ đang học ở anh vào năm tới. Number five, they will be building. They house this time next month, họ sẽ đang xây căn nhà của họ vào thời điểm này tháng sau. Đó là nội dung của bài tập số 2. Bài tập số 2 này thì chúng ta chỉ việc điền tất cả các động từ ở thì tương lai tiếp diễn. Vì thế, cái nhiệm vụ của mình nó khá là dễ đúng không nào? Và từ bài tập số 2 này, nếu như bạn nào còn chưa nhớ dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn thì cô nhắc lại cho chúng ta đó là cái mốc thời gian nó cụ thể và ở trong tương lai chẳng hạn this time next week hay là at 10 o'clock tomorrow hay là this time next month đối với những câu mà có những cái dấu hiệu cụ thể như thế chúng ta sẽ chia ở thì tương lai tiếp diễn. Và thì tương lai tiếp diễn thì như những cái câu mà cô chữa cho chúng ta ở đây, các em đều có thể nhớ ra được cấu trúc của nó rồi đúng không nào? Đó là chủ ngữ cộng will be verb in vô cùng là đơn giản. Chúng ta kết thúc nội dung của thì tương lai tiếp diễn tại đây. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với cái chủ điểm ngữ pháp số 2. Ở unit 10, thì ngoài thì tương lai tiếp diễn, chúng ta còn được học về thể bị động của thì tương lai đơn. Cấu trúc của nó đó là chủ ngữ cộng will be cộng verb phần từ 2. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này để làm bài tập số 3. Change the following sentences into the passive voice. Hãy đổi các câu sau đây thành dạng bị động. Câu số 1: People in Britain will spend a lot of money on heating next year. Những người sống ở Anh sẽ chi nhiều tiền vào việc sưởi ấm cho năm tới. Trong câu số 1, chúng ta có chủ ngữ là people in Britain động từ will spend và tân ngữ a lot of money như vậy câu bị động của chúng ta sẽ là a lot of money will be spent on heating next year nhiều tiền sẽ được tiêu vào cho việc sửa ấm vào năm sau. Câu số 2 People will use biogas for fuel in homes and for transport. Người ta sẽ sử dụng khí đốt để làm nhiên liệu trong nhà và cho việc giao thông. Câu số 2 này, câu chủ động của chúng ta có chủ ngữ là People Động từ will use và tân ngữ là biogas. Vì thế, câu chủ động của chúng ta khi biến đổi sang câu bị động sẽ là biogas will be used. For fuel in homes and for transport. Khí đốt sẽ được sử dụng để làm nhiên liệu trong nhà và cho việc giao thông. Câu số 3. We will use renewable energy sources like wind and solar energy to solve the problem of pollution. Chúng ta sẽ sử dụng những nguồn năng lượng có thể tái tạo được như là gió và mặt trời để giải quyết vấn đề về ô nhiễm. Trong câu số 3 này, câu số 3 tuy hơi dài nhưng cũng không hề khó hơn hai câu trên. Chủ ngữ đó là we. Động từ will use. Và tân ngữ renewable energy sources like wind and solar energy. Và thành phần tân ngữ này sẽ chuyển thành chủ ngữ của câu bị động. Renewable energy sources like wind and solar energy will be used to solve the problem of pollution. Những nguồn năng lượng có thể tái tạo được như là gió và mặt trời thì sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề ô nhiễm. Tiếp tục, chúng ta đến với câu số 4. We will reduce our use of electricity to save our energy. Chúng ta sẽ giảm việc sử dụng điện để tiết kiệm nguồn năng lượng của chúng ta. Câu số 4 chủ ngữ là we. Động từ will reduce và tân ngữ đó là Our use of electricity. Chuyển sang câu bị động, chúng ta sẽ có The use of electricity will be reduced to save our energy. Việc sử dụng điện sẽ được giảm để tiết kiệm năng lượng của chúng ta. Câu số 5. They will build a hydropower station in this area next year. Họ sẽ xây dựng một trạm thủy điện trong khu vực này vào năm tới. Câu số 5, chủ ngữ của chúng ta là they. Động từ will build. Và tân ngữ a hydropower station. Thành phần này chúng mình sẽ chuyển thành chủ ngữ của câu bị động a hydropower station will be built in this area next year Một trạm thủy điện sẽ được xây dựng ở khu vực này vào năm tới. Trong câu số 5 này Build ở dạng chủ động chúng ta chuyển sang dạng phân thứ hai đó là built đổi âm đ thành t. Lưu ý giúp cô điều này nhé. Đây là một trong những động từ bất quy tắc trong tiếng Anh. Vì vậy các em cần phải ghi nhớ chứ mình không thể áp dụng quy tắc đối với động từ này được. Built, built. Lưu ý nhé. Chúng ta kết thúc bài tập số 3 tại đây. Bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 4. Yêu cầu của bài 4: Complete the dialogue using the future continuous form of the verbs. Hãy hoàn thành cuộc hội thoại sử dụng hình thức tương lai tiếp diễn của động từ. Bên dưới là một cuộc hội thoại ngắn giữa bạn Tom, bạn Johnny và bạn Linda. Bạn Tom nói rằng I'm going to go to university. Six years from now, I'll be running a big company. mình sẽ đi học đại học từ giờ tới sáu năm tới thì mình sẽ làm việc tại một công ty lớn. I expect I will be earning. lots of money. Mình hy vọng là mình sẽ đang kiếm được nhiều tiền tại cái thời điểm là 6 năm sau. Tiếp theo, chúng ta đến với lời thoại của bạn Johnny. I don't know what I will be doing. Mình không biết là mình sẽ làm gì. What about you, Linda? còn bạn thì sao hả, Linda? What will you be doing? bạn sẽ đang làm gì bạn có nghĩ đến điều đó không và bạn Linda nói rằng I'm too lazy to do any work mình quá lười đến nỗi mà mình chẳng thể làm gì I intend to marry someone rich. Mình định kết hôn với một người giàu có. I will be hosting. Mình sẽ tổ chức tiệc mọi lúc. We will have robots that will be doing all the work. Chúng mình sẽ có người máy mà sẽ làm tất cả mọi công việc. And you both get invitations và cả hai bạn sẽ nhận được thư mời. Thư mời này chính là thư mời đến các bữa tiệc của bạn Linda. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Thông qua bài tập số 4 này, các em có rút ra được một lưu ý nào khác đối với thì tương lai tiếp diễn không? à một lưu ý khác mà cô muốn nhấn mạnh với chúng ta đó là không chỉ những cái mốc thời gian cụ thể ở trong tương lai mới giúp mình xác định được thì tương lai tiếp diễn được sử dụng mà chúng ta còn phải dựa vào những cái ngữ cảnh trong cái đoạn hội thoại hoặc trong cái câu đó để xác định xem là mình nên sử dụng cái thì gì cho nó hợp lý Chẳng hạn như ở bài tập số 4 này, xuyên suốt toàn bộ các cuộc hội thoại là các bạn ấy đang nghĩ về việc là à, vào cái thời điểm đó 6 năm tới thì các bạn ấy đang làm gì. Vì thế, toàn bộ cuộc hội thoại chúng ta thấy là cả ba bạn đều sử dụng thì tương lai tiếp diễn. Vậy thì khi mà chúng ta bắt gặp một bài tập liên quan đến chia động từ thì hãy đọc thật kỹ xem là câu đó Chúng mình phải sử dụng cái thì gì cho nó chính xác nhá. Chúng ta kết thúc kỹ năng ngữ pháp tại đây và bây giờ mình sẽ đến với phần communication. Bài tập số 5. Look at the pictures, work in groups and answer the question. Hãy nhìn vào các bức hình, làm việc theo nhóm và trả lời câu hỏi. What should you do to save energy? Bạn nên làm gì để tiết kiệm năng lượng? Đây là sáu bức hình của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy các bức hình này đa số là sử dụng những cái trang thiết bị khá là hiện đại. Bức hình đầu tiên thì ấm nước đang sôi. Bức hình số 2 thì vòi nước đang mở. Bức hình số 3 cánh tủ lạnh đang mở. Bức hình số 4. Cái quạt đang hoạt động. Bức hình số 5. Tất cả các bóng đèn đang được bật và không có ai ở bên trong. Bức hình số 6. Toàn bộ các cái bếp cũng đều đang được bật và chưa có nồi niêu song chảo gì đặt lên, có nghĩa là chúng chưa được sử dụng. Vậy dựa vào những cái bức hình này chúng ta có thể rút ra một số những cái lời khuyên để tiết kiệm năng lượng thứ nhất đó là chúng ta nên tắt đèn và tắt các thiết bị điện khi mà mình không sử dụng thứ hai chúng ta không nên mở tủ lạnh quá lâu thứ ba chúng ta nên tắt vòi nước khi mà đang đánh răng hoặc là khi chúng ta không dùng đến và cuối cùng đó là nên sử dụng bếp lò một cách hiệu quả vậy thì tóm tắt lại những cái lời khuyên đó chúng ta có thể trình bày như sau to save the energy we should firstly turn off electric device when we don't use them Tắt các thiết bị điện khi mà chúng ta không sử dụng chúng. Tiếp theo Not let the fridge Open Too long không để cho tủ lạnh mở quá lâu tiếp theo chúng ta nên tắt vòi nước trước khi đánh răng Turn off The tap When we take The brush. và cuối cùng đó là sử dụng bếp lò hiệu quả. Use the cooker wisely. một cách khôn ngoan, một cách khôn khéo. hoặc chúng ta dùng efficiently cũng được. ok. Đây chính là một số lời khuyên mà chúng ta có thể rút ra khi mà nhìn các bức hình của bài tập số 5. Dựa vào những gợi ý của cô, các em có thể sử dụng nó hoặc các em cũng có thể thêm bớt một số những cái ý phụ thuộc vào ý kiến của bản thân chúng ta nhé. Kết thúc cái phần communication, chúng ta sẽ còn một cái phần checklist ở bên dưới. Các em hãy nhìn xuống một chút giúp cô nào. Now I can name different sources of energy kể tên các nguồn năng lượng khác nhau. Mark the stressed syllable in three syllable words. đánh trọng âm cho từ có ba âm tiết. Use the future continuous tense and the future simple passive. Sử dụng thì tương lai tiếp diễn và dạng bị động của thì tương lai đơn. Talk about the advantages and disadvantages of different sources of energy. Nói về lợi ích và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Write about how to save energy. Viết về việc là làm cách nào để tiết kiệm năng lượng. Đối với từng bạn khác nhau thì cái bảng checklist này nó đều khác nhau. Và sau khi cô đã giúp chúng ta dịch ra các cái đầu mục này rồi thì các em hãy nhớ là mình tích cho cô theo cái thứ tự 1 tích, 2 tích và 3 tích. Nếu như những cái phần nào mà em chưa được 3 tích và em muốn cải thiện nhiều hơn, các em có thể mở lại bài học ngày hôm đó để chúng ta củng cố lại nhé. Video của chúng ta ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý của các em dành cho bài học. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách